Chào cả nhà, hôm nay đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức nhận được 5.000 đồng từ Mobifone 100% có và vào trong cái tài khoản chính và còn rất là nhiều cái khuyến mãi khác nữa nha. Đầu tiên thì các bạn vào Xét Lay, sợt chữ Mobifone Net. Đây, gõ Mobifone Net sau đó sợt thì nó sẽ ra cái sản phẩm này. Sau đó các bạn mở lên. Rồi, các bạn click vào nút menu. Sau đó chọn phần nhập mã giới thiệu. Rồi các bạn điền số vào 01264 nhé. 01264 01264 006260. Rồi thì khi đó các bạn nhập xong, nhấn nhận quà tặng thì các bạn sẽ có được một cái quà tặng 5.000 ở đây như thế này. Thì khi mà có được cái quà tặng này rồi, các bạn chỉ cần click vào đây xong chọn sử dụng, đồng ý thì tài khoản MobiFone của các bạn sẽ tăng lên 5.000 đồng. Ngoài ra thì nó sẽ có còn một cái phần thú vị nữa là khi mà các bạn mà nạp tiền bằng ứng dụng này, nạp tiền thì bằng ứng dụng này thì các bạn sẽ có được những cái lượt quay. Những lượt quay này thì có thể sẽ trúng được thẻ cào 10.000 này, thẻ data này và rất nhiều dịch vụ khác từ MobiFone. Và ứng dụng này là ứng dụng chính chủ của MobiFone, các bạn có thể yên tâm và sử dụng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip của Săn Thẻ và hy vọng các bạn sẽ